Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Tiki Audio. Vâng, lại là những chủ đề chép, những mẫu loa siêu chép siêu xịn đã có mặt tại Tiki Audio. Thì ngày hôm nay, ngày rất là đẹp trời, bên em giới thiệu đến các bác một mẫu loa siêu chép bốt, một mẫu loa siêu chép bốt chống cháy và đặc biệt là hàng bãi của Mỹ, sản xuất tại Ueda. Còn gì trước mắt quý vị và các bạn đây ạ? Vâng, đó là 2 đôi loa chép bốt bên em vừa về ngày hôm nay, 5 đôi thì bên em bày ra đây 2 đôi để em giới thiệu đến các bác. Được thiết kế rất là bắt mắt và tinh tế. Và các bác và anh em cũng đang trải nghiệm một tiếng siêu chép của đôi loa siêu chép bốt được đang trình diễn phía đằng trước. Em quay sát lại chút xíu ạ. Vâng, tiếng chép rất là tươi mịn, chúng ta có thể trải nghiệm trực tiếp luôn. Và các bác vui lòng đeo tai nghe để cảm nhận được thực tế nhất. Vâng, em cho nhạc to lên tí ạ. Các bạn thấy không ạ? Tiếng chép rất là tơi mịn vì đây là dòng chép giấy cao cấp mà được thiết kế rất là đặc biệt của hãng cho chúng ta được bảo vệ bởi những cái giải cao mà nó gây cháy cho chép, thì nó đã được bảo vệ bởi một cái bộ phận phía đằng sau gồm cuộn cảm và những cái con điện trở và những con tụ đây ạ, để nó chống cháy. Thiết kế rất là lạ của hãng khi mà các kỹ sư thiết kế ra cho chúng ta một cái mẫu loa siêu chép như thế này, chúng ta dùng rất là bền bỉ vì nó không bao giờ bị cháy. Còn các bác mua các cái hàng trôi nổi trên thị trường thì cháy rất là nhiều, cũng 150-200 cháy rất là nhiều. Nhưng riêng mẫu này thì hiện tại đang đứng đầu bảng về cái độ bền và tiếng chép rất là sáng tươi mịn, vừa nghe nhạc vàng trong trèo, tiếng chép thánh thoát và nghe nhạc không lời thì những tiếng chép nó gảy rất là hay, rất là êm tai. Khi mà những cái đôi là siêu chép rẻ tiền thì nó nghe rất là chói, và các bác mua về xong các bác chỉ cần dùng một lần là các bác cảm thấy rất là khó chịu, nhưng riêng con này các bác nghe mãi mãi. Còn thiết kế đằng trước này cái một cái căng sắt bảo vệ cái loa tép phía bên trong và logo Bose xung quanh được bảo vệ bởi một cái vòng thép rất là đẹp sáng đen đây ạ. Và nhìn tổng thể rất dễ phối kép và trưng bày. Còn thì đó là tiếng siêu chép của loa siêu chép Bose bãi siêu dị đây ạ. Rất là đẹp luôn các bạn. Vâng, bây giờ em tắt chép đi các bác nhé. Bác thấy không ạ? Em tắt chép đi rồi. Cái với bộ dàn karaoke mà thiếu chép thì nghe nó sẽ như này, rất là tối bí. Và em cũng đang kết nối với lại một đôi loa Bose 301 CD5. Được, các bác thấy không ạ? Đấy, tiếng chép nó không được hỗ trợ thì nghe cũng khá là khó chịu. Bây giờ lại bật lên đi ạ. Các bạn thấy không? Nó hỗ trợ nghe rất là tí tách. Rất đủ giải và bass chung kết nó được hỗ trợ tối đa. Một bài nhạc mà bộ dàn karaoke thể hiện thì nó phải đủ giải, bass chung kết nó phải đầy đủ thì chúng ta nghe rất là sướng. Cái bộ dàn của chúng ta có giá trị hơn rất là nhiều. Còn Tiki Audio thì để cũng còn rất là nhiều những mẫu chép siêu dị chống cháy khác, như những mẫu loa Pioneer và những mẫu loa JBL. Phía đằng xa kia là họng còi và những mẫu loa siêu chép bốt mà được thiết kế gỗ thông cao cấp, gỗ thông tự nhiên. Vâng, các bạn thấy không ạ? Tiếng rất trong trẻo. Những cái mẫu này thực sự là nhập về rất là khó khăn vì đôi khi là em chờ cả nửa năm giờ mới nhập được về có vài đôi. Thì em quay lên giới thiệu đến các bác và các bác nào thực sự là may mắn mới sở hữu được cho mình những cái mẫu loa siêu chép siêu dị như trước mặt đây ạ. Đấy, nghe các bác thấy không ạ? Nó gầy rất là tuyệt vời. Vâng, bác nào mà muốn sở hữu cho mình những mẫu loa siêu chép bốt siêu dị như thế này thì các bác có thể để lại số điện thoại trên kênh YouTube của Tiki Audio ạ. Vâng, Tiki Audio sẽ cập nhật và tư vấn cho các bác. Và các bác nào mà chưa đăng ký kênh nhớ vui lòng đăng ký kênh và nhớ ấn chuông. Bên em sẽ cập nhật và up tin tức nóng hổi nhất hàng ngày. Và các bác có thể cập nhật ngay trực tiếp luôn để có những cái thông báo đổ về máy ạ. Vâng, sau đây Tiki Audio sẽ được dừng video ạ. Và hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.